anh mới để cô thôi. Rồi. Không xa đấy hả? Tiếp tục quay nghệ nhân này. Xin giới thiệu với hai em, đây là anh nghệ nhân nông dân Kenshinkai. Nghệ nhân phong cách Nhật Bản. Đẻ ra từ lò Nhật Bản à? May mắn là có cái tên đấy thôi, nó dính một tí thôi. Nó cũng chả có liên quan gì Nhật Bản đâu. Rất là vui khi gặp Linh Kiệp cùng bạn Hoa cùng khán giả trên kênh. Rất cảm ơn hôm nay được ủng hộ tại Ninh Bình này. Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh cũng là cái người mà đóng góp cho cái phong trào nàng cây rất là lớn. Hôm nay thì chúng ta đang được nhìn thấy nghệ nhân Tuấn Anh đang xử lý một cái cây xanh. Đây là một cái cốt cây mà mình cũng mới lấy được. Lấy ở đây hả anh? Khô không. Đây toàn bộ cái lô cây này này. Đấy là lấy ở một vườn. Anh em nuôi rất lâu năm rồi, dân thân 10 năm. Rồi. Thì đợt này mình đi mình không mang những cây hoàn thiện hoặc là những cây nhiều tiền. Nghệ thuật bonsai cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn. Anh em có thể dùng để làm nguyên liệu đóng ghép hoặc là làm nguyên liệu phôi rất tốt. Ok. Vừa rồi là cũng tại vì bận việc đi làm quá. Thế là hôm qua thì mới tối mới bốc được lên xe. Đấy và để nguyên như thế đến đây bắt đầu mình mới có thời gian để ngồi mình sửa chữa lại. Ok. Bây giờ nó có một câu hỏi mà chắc là các anh ở đây Vương Hoa thì người mới đang tìm hiểu về cây và đặc biệt là những cái kỹ thuật anh em Hải Phòng đây. Chào anh em yêu cầu cũng nhá. Sẽ quan tâm là những cái vấn đề kỹ thuật đặc biệt là đối với cái cây này. Em cũng đang tiến hành đi học để mấy về em tự cuốn. Thì xin hỏi anh Tuấn Anh là đối với cây này thì nó đang có những cái điểm đẹp nào và cái điểm mà nó chưa đẹp chỗ nào và cái hướng anh xử lý như thế nào để cho nó đẹp? Đây là một gốc cây mà chủ cây nuôi cũng tương đối lâu rồi. Rồi. Đấy và nó có bộ chân bệ này. Đấy và nó là một cây rất là khô già. Rồi. Đấy và cái đường thân của nó cũng là đường rất uyển chuyển. Rồi. Đấy nhưng mà tại vì bây giờ ấy là theo lối anh em cũng có rất nhiều anh em chơi không thích chơi cái bóng cao như này. Rồi. Đấy nên là mình cũng vừa cắt mình vừa phải để lại cái dữ liệu để cho anh em tại vì mình thương mại mà. Rồi. Đấy, làm ra cho anh em mỗi người một ý tưởng. Thì với những cốt cây này mình có thể là anh em có thể vật đổ. Vâng. Đấy nó là một nguyên liệu. Rồi. Mình không dám cắt chia để cái nguyên liệu của cây này. Mình chỉ làm sao để tạo được một cái cây nó sạch sẽ. Đấy để cho anh em có cái tư duy tiếp theo. Rồi. Ok. Chứ còn nếu như mà để mà mình chơi cây này, mình sẽ làm sạch và mình sẽ cắt một cái bóng. Tại vì cây này như cây này là anh em làm lâu rồi và găm chi khô. Đấy mình có thể cắt một cái bóng để mình chơi. Ok. Cắt cái bóng này là chơi hả? Ừ. Thế bây giờ là anh hy sinh anh làm một phát cho nó đẹp luôn đi sao nào. Trổ tài là diễn luôn thành một cái cây đẹp nhất theo cái đúng dáng của anh luôn. Theo ý của anh. Theo đúng ý anh luôn. Chơi luôn đi sao nào. Mất khoảng tầm 15 phút. Được không sao. Đấy, diễn luôn xem anh hôm nay anh diễn thành một tác phẩm luôn. Okay. Đúng rồi. Cái này rất nhiều dáng đấy. Tôi cũng là nhân dịp có Hoàng Đình Thiệp. Đưa thông tin đến tất cả mọi người thì mình cũng thôi cố gắng làm sao làm hết sức với cây này. Vâng. Với cái phong dáng của cây này. Rồi. Để mình có thể chơi được. À. Biểu diễn luôn. Đấy, chậu này là kể cả dáng huyền là cũng vật phát cũng được luôn này ạ. Hoành cũng được luôn. Đấy. Đúng không? Dáng cái chậu này cũng bắt được luôn. Còn nếu mà để mà giữ được cái form nét cổ của cây này thì tốt nhất là mình chơi nguyên cái dáng form này. Rồi. Đấy, nhưng mà cái này thì nó lại hơi khó một cái là nét thân đẹp này. Vâng. Nhưng mà bóng thì nó lại đưa về phía này. Rồi. Đấy. Dáng siêu. Dáng như cái này nó một dáng cây lão. Rồi, dáng cây lão. Thì đây đâu bắt buộc mình phải lấy cái như này. Cái đúng này rồi. Nó hơi nghịch bệ một tí. Rồi, thứ nhất là mình chọn xác định mặt chơi lại đúng không? Đúng rồi. Rồi, chọn mặt này đúng không? Đấy, chọn mặt này. Rồi. Địch Thiệp cho xin ý kiến. À, không, này là anh chọn này là chuẩn luôn rồi. Góc này là quá là đẹp rồi. Rồi, tiếp theo là anh diễn bóng thế nào? Thì bây giờ mình đã chọn là cái hướng bóng rồi. Ok. Nó một cái lão. Nó vâng. Đưa về hướng bên này. Rồi. Để mình sẽ điều chỉnh các cái răm chi làm sao đừng để nó chọc vào mặt. Rồi. Để nó thoát được cái dáng bay vâng. sang bên này. Vâng. Là ổn.
Rồi. Làm luôn anh. À, bây giờ quý vị các bạn đang nhìn thấy là ai mua cây này thì người đấy sẽ là làm gì nhỉ? Nó làm sao để cho người ta thấy đẹp anh ạ? Làm cho người ta đẹp, người ta thấy mụn người ta mới mua. Ừ, người ta muốn mua. Thế gọi là cần người bàn tay nghệ nhân chế biến. Anh nha. Từ một cái phôi đơn giản là anh tạo tác nên một tác đẹp. Vâng. Đó là cái định hướng để mình làm được cốt cây. Đấy, thì vâng. Như là nếu như mà anh em mang ra chợ thì tốt nhất là nên để tôn trọng anh em có cái tư duy khác nữa. Vâng. Đấy, mình sẽ làm sao mình để được nguyên liệu nhiều nhất để anh em khai phá. Vâng. Nhưng nếu với mình chơi, mình sẽ có ý tưởng luôn với cây này và mình sẽ sửa theo ý tưởng. Ý em đang nói là ý em cũng nói như anh em bây giờ ai mà muốn mua, ai muốn sở hữu cây này thì có thể là mua luôn và anh sẽ tư pháp như thế nào để anh sẽ sở hữu anh cho hay là tạo cho đúng không? Đấy. Không, mình cũng không tạo hộ mà thực ra là anh em đã chơi cây rồi, anh em thích tự tạo lấy. Thích tự tạo không, lấy. Không cần phải mình nhé. Vấn đề ở chỗ là bây giờ là anh em ở chỗ này là không ai biết tạo cả thì anh làm cho nó đẹp luôn để cho anh em khỏi phải tư duy đau đầu, nhờ nghệ nhân là xử lý luôn cho đúng ạ. Và không, bây giờ nói chứ bây giờ xấu người ta cũng làm ra thành đẹp đấy. Đấy, cho nên người ta đã nói là câu chuyện là không có phụ nữ nào xấu cả. Phụ nữ không biết làm đẹp cho mình thôi. Vâng. Biến hóa được như thế thì quá giỏi rồi ạ. Không, cái cây nó cũng thế anh ạ. Cây nó cũng thế, cây nó như con người. Bây giờ anh biến hóa đấy. Không có cây xấu, chỉ có cây chưa được làm đẹp thôi. Đúng rồi. Bây giờ yêu cầu anh làm đẹp cái cây này lên. Anh làm đẹp luôn. Ở đây có rất nhiều anh em sẵn sàng đầu tư. Hóng lại nuôi lại. Không lo gì đâu. Anh cứ xì bà mạnh mẽ lên này. Tự tin ạ. Làm phát ăn luôn này. Hôm nay cầm kéo thì cứ run đấy. Em là em khó tính lắm đấy nhá. Anh làm xong anh chỉ cho em từng nét một em mới nghe đấy. Rất tốt. Nếu mình làm được mà mình không biết mình làm cái gì nữa thì chết. Đúng đấy. Đấy, chúng ta cùng người xem anh Tuấn anh ấy biểu diễn đấy. Yeah. Ông anh Tuấn Anh là anh ấy. Người Thái Bình, Hà Nội. Em anh người đâu nhỉ? Hà Nội. Em người Hà Nội. Anh người Hà Nội. Nói giọng nhẹ. Anh trên lên YouTube anh gõ nghệ nông dân. Đấy. Ba ơi. Ơi. Luôn cây đi cho sáng nhá. Nghệ nhân Tuấn Anh cũng được. Sẽ ra cho ra kết quả khoảng cỡ đâu đó đôi 3 triệu. Đôi 3 triệu thông tin, dữ liệu. Bên kia nổ à? Nổ rồi. Chúng ta đang được nhìn anh Tuấn Anh sửa một cái cây dáng rất là đẹp. Thân nó chuyển như một cái dáng lão. Và Ok. Ok. Đúng rồi. Đầm chành. Đấy, nghệ nhân làm cây. Nghệ nhân làm cây biểu diễn. Bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. Đang dõi theo từng người. Cắt vào tay nghệ nhân ơi. Bạn cứ động viên tớ làm gì. Mình đưa anh cho ơi. Thôi cắt vào tay. Đấy, nhẹ nhàng thôi, đấy, thế đấy. Đang dần lộ diện rồi. Cái này nó trông như kiểu một thiếu nữ đang ấy nhỉ. Các gội đầu. Vâng. Rất điều điệu. Rất điều điệu. Đây là cái gì ông nghĩ được ra nhá. Ừ. Dài thật. Mà tại sao toàn phí? Đang là thành trắng não ông lại xuống ngay chuyển thành thiếu nữ. Tại sao toàn sinh viên đang chặt tóc. Đang ông não cái ông chuyển thành thiếu nữ ngay được. Đang buộc tóc đúng không? Ừ. Chặt tóc. Đây là thế. Cây này vô già. Quá già. Đẹp. Anh dưỡng được rồi. Cây này là anh dưỡng hợp lắm đây này. Dưỡng chỉ cái tóc dài thôi. Đấy, tóc dài thì cây này là thướt tha đúng quá rồi. Anh Dưỡng cũng ngồi uống nước ở đây. À. Với cả anh Hoan nữa là xong là mọi người cùng về. Không, anh Dưỡng Hải Phòng rồi anh ạ. Anh Dưỡng Hải Phòng là anh thích cái nét nó
như kiểu cô gái chải tóc hoặc là đang trang điểm ấy, kiểu thế. Gần ra rồi. Và tôi quan sát là anh Tuấn anh ấy sử dụng chỉ độc chiêu kéo. Một phát là cái kéo giam anh chơi tất cả, hay cả kéo cành hay cả kéo giam luôn. Gọi là cái kéo này ác đấy, cứng. Không, cái này thì cũng quen rồi. Mà hôm nay cũng anh em cũng tâm sự bảo là em mua đến 3-4 cái kéo như của anh rồi mà em không làm được. Không làm được như anh thì răng não mà giờ chuyển thành răng này trông như là một cô gái nữ gội đầu tóc mà chết như này đã nếp đã nếp thơm đấy. Là về anh trai là có nhiều đấy luôn. Đấy đúng rồi, cắt dần dần cụt. Gần đấy. Bơm. Ý lại hỏi nguyên cái kéo này. Kéo này em có mà em bán. Dạ, mọi chi tiết về liên quan đến dụng cụ làm cây anh Thiệp em sẽ ship tận nhà. Có hàng Linh Thiệp về đấy rồi. Hàng Linh Thiệp dụng cụ thì không thiếu cái gì cả. Đấy, cứ giữ đấy để anh ra anh hỏi. Mình về thì phải hỏi khó nghệ nhân. Mới trả lời được, mới trả lời hay. Đúng rồi. Hỏi khó trả lời mới hay chứ hỏi dễ trả lời không hay được. Rất vui, rất vui. Anh nhìn thấy cái này là cổ đúng không? Đây à? Không, tôi nghĩ cái này ngọn này ấy, thì sau này nó sẽ là một quả phúc nằm ở đây. Mấy cả cái quả này luôn à? Từ đây luôn. Đấy, toàn bộ những cái dữ liệu xung quanh này của nó, mình có thể tận dụng một cái gì. Vâng. Nhưng hiện tại nó đang có điện đang thiếu, mình sẽ tận dụng làm sao để cho nó ấm nhất. Vâng. Để nó thật nhiều dữ liệu, mà khi có nhiều dữ liệu ấy, thì cái mầm bật lên nó sẽ dày hơn. Bây giờ nó có một cái chỗ là ba cái này, bây giờ thì anh xử lý như thế nào? Với cái hình thái này, đấy, mình chỉ chọn được cái chi, ví dụ cái chi nào là cái chi phông và cái chi nào là chi chạy tiếp. Đấy, như theo mình ấy, mình sẽ chọn cái chi này chi chạy tiếp, còn cái này chi phông. Nếu như cái này mặt trước mình sẽ không làm, nhưng nó là mặt sau mà không, mình có thể làm thời nó ấm đã. Thì cái này là sau này vừa phông vừa là phóng ở đây đúng không? Đấy, nhưng mà nó chỉ là cái phông nhẹ thôi. Cái đường phóng chính của cái lão của mình nó là ở trên này chắc xong này. Thì hiện nay là không được sao vào hiện vật. Như đúng. Hiện trạng bây giờ là cái tay hồi che lưng này nó đang chưa rõ ràng lắm thì anh xem thế nào để cho nó. Tay hồi cái đoạn này em thấy là đang dúm nó quá nhiều chi tiết rồi. Thực ra chi tiết nó ra lá cái là chúng ta không nhìn rõ. Đây là mình để cố gắng mình giữ bóng, cũng như cái ngọn này để giữ bóng rồi. Đấy, như cái răm này là nó là cái đường chuyển. Đấy, mình có thể bỏ đi vậy. Rồi. Có thể bỏ cái này đúng không? Đúng rồi. Thế còn cái đoạn này có thể bỏ cái nào nữa không? Đoạn này thì theo mình hiện tại là chưa bỏ. Vâng. Chưa bỏ vì sao? Đây bắt buộc xanh nó phải có cái thân. Vâng. Khi cái ngọn này nó chưa để nó phủ lên phủ cả cái thân này và cái tay này nó chưa phủ thân, mình làm sao mình cố gắng để nó dài nhất thì nó phủ lên chân an toàn thì đã. Nhưng sau khi mình làm xong cây nó có được cái bóng đủ để nó có thể hoàn thiện được cái cây rồi, lúc đấy mình có thể được bỏ đi. Nó rất an toàn. Đấy, cái này mình có thể bỏ đi được này. Rồi. Bỏ luôn được vì nó không phải che cái gì đúng không? Nó không che cái gì cả mà nó là cũng kẹt ở giữa. Bây giờ ở đây em thấy là có cái đoạn này, cái khẩu này nó rất là đấy thì giải pháp. Nếu như bình thường ấy, đấy đúng không? Để mà lấy cái, ví dụ như là lấy cái bộ chuyển của năm này, mình sẽ thu tất cả cái này bằng. Nhưng tại vì mình muốn mượn cái này, để phủ lại cái thân đã. Khi, chắc chắn là khi mình đã cắt cái này rồi, mầm nó sẽ giật thế này. Và khi bắt đầu nó có lá, nó có bóng, mình có thể lúc ấy lọc, mình sẽ có một bước cắt lọc. Mình sẽ hạ thấp nó xuống rất an toàn. Rồi đây một cái điểm này nữa là điểm này nó đang tương đối là cao và nó gần bằng cái quả phúc này thì có xử lý không anh? Mình theo mình sẽ phải xử lý. Vấn đề là đấy mình nói là bây giờ nó là một cái ngọn phúc để cho nó có dữ liệu. Vì bây giờ mình cắt giảm quá nhiều dữ liệu thì mầm nó bật nó sẽ thưa hơn. Vâng. Tốt nhất mình để thật nhiều dữ liệu. Tại vì cái này nó chưa làm lấn nhau, nó chưa thành lấn nhau, nó chưa vướng nhau thì mình cứ để đấy đã để mình làm dữ liệu cho mầm nó bật. Được.
Ví dụ những cái đầu như thế này là em để ý là sau những cái đầu như thế này nó sẽ làm cho cái nét cây nó không bị thoát, cái chi nó chạy thì anh có định xử lý không, hay là giải pháp như thế nào để cho nó đỡ cứng cái đoạn đấy? Những cái đường này thì lại rất là dễ, bởi vì khi bây giờ lượng hiện tại ấy, là mình cắt cái cành to mầm to thì nó ra cái chi nhỏ rồi. nó sẽ bị lệch như vậy. Cái hai nữa là gì, cái hiện tượng là khi mà trên đầu mầm mình nuôi quá nhiều mầm nó sẽ xù như thế, nhưng quá trình khi mình nuôi mình theo dõi cái sự sinh trưởng phát triển của cây ấy, là cái dăm này này nó sẽ nở ra nhiều dăm nữa và nó to, thì nó sẽ tự nó kéo chuyển. Tại vì nó khi mà chẳng hạn như nó có một dữ liệu khác nó nằm ở đấy thì nó sẽ không chứa được lỗi đấy, nhưng hiện tại toàn bộ cái mạch nhựa nó đi theo đấy để nó nuôi cái đầu, và nếu như nó to quá mà mình không nuôi được thì nó còn tự nó mại đi nữa. Đây là những cái lỗi này này, nếu như anh em nào sợ ấy thì thường là hay nào là cầm bấm cắt gọt, nhưng mình theo mình thì không cần thiết. Sau nó sụn thành đầu gà. Vâng, nó sụn thành đầu gà, nhưng khi bắt đầu nó chuyển mầm mới thêm nữa ấy, là nếu như bằng cách mà anh em làm dây ấy thì có thể là làm triệt để luôn để bỏ những đầu sụn đấy. Nhưng nếu như theo phương pháp cắt giật, có nghĩa là cắt chuyển mầm, có thể bây giờ mình để cái bóng như này, nhưng khi bắt đầu một cái lứa mầm mới ra mình sẽ chọn những cái mầm nó đẹp hơn, thì chưa chắc cái này nó là một bộ phận ở vị trí này xác định, nhưng khi nó ra những cái mầm mà sát thân hơn, nó có đường chuyển đẹp hơn và nó có cái bóng đẹp hơn, mình có thể thay cả cái phần này để mình làm bỏ luôn. Thế nên ra là khi mình làm cắt giật ý, đấy mình sẽ làm rất là cầu kỳ kỹ ở những cái nét đấy. Quan trọng nhất là mình định hình được cái bóng, cái hướng của cái cây mình làm sau này. Đây mình quay cái mặt chính. Đây mình xoay ra cái hướng góc máy quay này, mình xoay thêm, phải xoay thêm đấy. Đấy. Chưa học cái này cách cắt làm sao mà để nó không để lại đầu gà. Cái đấy cũng dễ lắm ạ. Dễ lắm đấy. Với cả hai nữa là nhiều lâu năm nó cứ sụp đầu gà trong suốt. Bây giờ hiện nay nó có vấn đề là cái cúng bệ này thì theo anh nó đang vấn đề về dinh dưỡng này, chăm nuôi như thế nào? Cái này thì không phải dinh dưỡng, cái này thì khi với cây này nhá, nó đã để ra để sụn như này rồi, nó như này rồi, mình nhấc lên mình làm một lượt cái chân rễ đi chưa, bắt đầu cái lượt rễ sau ra nó lại như móng ngồng móng nhà. Tức là mình thay đất, xử lý lại cắt rễ đáy rồi. Toàn bộ là sửa luôn đấy. Chỉnh luôn các cái rễ thừa đúng không? Bắt đầu là mình tập trung nuôi, rồi sau này ra cái rễ mới thì mình ra bắt móng. Đúng là mà tay nghệ nhân cái thay đổi nhiều nha, đẹp hẳn. Ở đây có một cái dữ liệu về dữ liệu phóng này. Đấy, dữ liệu này thực chất là với cái cây này ấy, cái cây này biết không? Cái này cũng cần thiết. Đấy, nếu mà mình để mình còn làm hạng thì mình dùng. Còn mình không hạng thì mình có thể phun tiếp cái này lại. Đấy, nếu mà ngắm bên kia là mình cần cân bên kia, chưa cân bên này. Đấy, mình sẽ có thể cân cái này lại thì mình nếu đã bỏ cái này mình sẽ thu được cái dữ liệu này lại để mình làm không dăm mới ra đây, vì cái này nó là cái rồi. Tay rồi, cái này không cần kiểm nữa. Những cái dữ liệu mà mình cắt sau cùng như này ấy, là để mình ngắm, chẳng hạn như mình muốn để hạ thấp gốc cây thì mình có thể dùng cái này, nhưng mà cái này không cần thiết, cái bóng này nó đã chạy theo cái đường này làm hết rồi. Siêu nhanh, siêu nguy hiểm. Tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà đấy là cũng là một cái trải nghiệm đấy, và kinh nghiệm đấy. Anh em là trong quá trình làm cứ làm được cái gì là cái tốt nhất, là đây là mình làm thôi. Thế còn cái cây tử này thì sau này anh định hướng cái cây tử nó chạy về hướng nào? Theo tớ nó sẽ bay theo cái con lạc một chút, và sau này ra ngoài này, nếu không làm ngọn sau này, và nó sẽ ra ngoài này một chút để có được một cái ngọn và cái bạn bóng nhẹ nhàng theo con lão thôi. Ông lão bốc được cái đuổi vào trong này một tí xong lướt bay ra không? Hay là không? Hay là cứ lao thẳng ra thôi? Tất nhiên nó sẽ có điều chuyển, chứ nó không lao thẳng. Nhưng mà hiện tại là mình sẽ không hướng bóng vào trong, mình sẽ bay theo đúng theo cái dáng cây. Đây, theo cái dáng này. Đúng rồi. Anh dễ cho ý kiến à? Biết gì mà cho ý kiến? Cái này là rất hợp với lại anh Dưỡng. Nó bảo rồi là cái dáng này đứng bên kia anh cứ ngắm từ nãy giờ ở đây nó có một cái cành này nó rất là kẹt ở trong này thì sao không bỏ không, hay là mình để
cái này bỏ được. Cái này thực ra là đang mượn thôi. Khi nó ra được cái bộ năm này thì cái này sẽ là bỏ, kẻ để gì đâu. Mình bây giờ có thể cắt đi được, nhưng mà tại vì sau khi mình làm thì cố gắng mình tận dụng cái dữ liệu càng nhiều ấy thì cái mầm này này mình ra ấy nó càng sẽ càng dày. Còn mình cắt mà nó thoáng qua, nó thưa quá ấy, là cái lượng mầm nó ra rất là ít, mà có thể nó lại chột mầm hoặc con xây âm xếp ra nó gặp mất mầm. Cái này bao nhiêu tiền? Dạ. Cái này bao nhiêu tiền? Đấy, quan trọng là thiết lập đến đấy. Cái đấy. Cái này nếu mà các bác giao lưu hiện tại đây trên kênh này nữa thì giao lưu là 10 triệu. Đấy, cũng sổ 10 triệu. Em giao lưu với... Quá nhiều. Quá nhiều. Đấy. Giá yêu thương ấy. Quá nhiều. Đang về góc truyền thông đấy, không còn truyền thông nữa, không còn truyền thông nữa là không còn giá đấy đâu. 10 triệu, một cây anh Tuấn Anh vừa xử lý xong. Đấy, và cây nếu mà hôm nay không giao lưu thì vẫn còn nhé, quý vị, ai thì cứ gọi anh Tuấn này, anh là xong. Vẫn còn đấy, được rồi. Là xong hết rồi anh. Con này lấy cái ngoạn ở đằng nào là em vẫn là cái ngoạn này. Không, cái tay rơi bên cạnh là tay rơi á. Cái ngoạn này là ngoạn trên, nó nói khúc trên này, nhưng cái ngoạn mà để đưa ra là ấy. À, ngoạn đưa ra em đang hướng ở đây thôi. Còn đây tạm thời đang mượn cái này thôi. Mượn cái này thôi. Đấy, và khi cái này nó ra mà nó đẹp ấy. Đấy, cái này cũng có thể bỏ được. Lắc cái này là ngọn nó tiêu hơn đấy, nó sẽ tiêu hơn đấy, đấy nó đi theo cốt cây mà nó rất là cơ tù. Cái hai nữa là thực chất ấy, khi mà cắt giật rồi ấy, nhìn những cái đường uốn này sau này nó không đẹp. Thôi mình tận dụng được cái gì tận dụng thôi, nếu nó hợp lý. Ok mà con này nếu mà cái ngọn lấy ngọn này sau thì hất một cái thì nó hất, nó nét to lên và rơi xuống một tí. Đấy, có thể đây đây mình đợt này nhé, mình đánh hất một phát thì em thì em không kéo vít, chúng ta là em sẽ trồng hầm. Không, mình đây, đây trong đây, cái tay này. Đây ý mình đang nói là nó có sẵn rồi thì không nói gì, nhưng mà nếu mà để nó như thế. Đúng rồi, cái này nó mà trải xuống một tí nữa thì nó rơi xuống, nó mềm hơn rất nhiều. Cái bóng cây. Thế nên là khi mình làm mình lựa theo những cái cây nó có ấy, nó khác với cả mình dựng từ đầu. Nhưng mà như cái này đấy, em bảo anh Dưỡng lấy cái này về anh làm theo cái kiểu tạm tự nhiên đấy, kiểu của anh ấy hợp đấy. Rồi cái lúc mà cây siêu như này nó rất hợp ít đúng không, cái kiểu đấy. Còn cái này đúng là dáng tự nhiên bông ấy, diện bông rõ ràng mạch lạc thì chưa chắc là diễn được, mà diễn được còn này diễn được quá trình có thời gian. Bạn Thiệp đã nói như thế rồi ấy, thì hôm nay rất muốn giao lưu với cả anh Dưỡng. Không, thực ra thì mình thì nhà cây nhà rất nhiều. Đấy, còn đây là anh em đi mấy anh em, là anh em nào thích thì giao lưu thôi. Nhưng mà mình cũng rất là cảm ơn bạn đã có ý thế. Dạ, vâng. Nhưng mà đây là anh em mình ngồi để mình tham khảo tí mà. Tham khảo tí thôi. Nhiều nhiều tí sao nào. Ok. Thế nào? Cái nhỏ nhỏ này á. Lâm nó rồi. Đấy. Anh có thể muốn cắt đi, anh mua cây đấy, anh cắt đi. Trồng tiền là 10 triệu. Mua đi. Anh mua có thể anh mua anh cắt được cái cành đấy đi mà. Người bán cây đôi khi người ta rất khéo là. Mà đây 15 triệu người ta bán đấy. Để cho anh tức. Để anh tức anh cắt. Tức mắt. Mua về anh cắt cái nó đẹp. Hướng đi, đông lầm. Hướng đi. Mua cây này cái là tự nhiên nhiều người biết đến mình luôn. Mọi người đều biết. Mọi người đều biết luôn. Nhiều khi nó lại cái chỗ đấy. Mua cây này là hơi nổi tiếng ấy. Chỗ đấy chứ có phải là cái cây để bán bao tiền đâu. Chơi mà. Cốt thì được rồi, đường chân chay dưới đẹp rồi. Thân đẹp mà anh. Cái này quá đẹp luôn. Bệ này nuôi mà nó nở ra cũng đẹp lắm. Mà cây thì rất là già rồi, đét luôn. Con này cũng quê lắm. Dạ, Nam Điền anh ạ. Nam Điền dịp luôn này. Đây em vừa cắt lá ở đây. Điền đấy, Điền đấy. Ai còn câu hỏi nào nữa không? Chào anh em cái gì anh Dưỡng ơi. Tóm lại là chốt cuối cùng là anh lại làm tiếp. Cảm ơn anh chinh phục anh tác phẩm. Chúc anh biểu diễn thành công. Cảm ơn anh chia sẻ. Cảm ơn Tạm Hoa và cảm ơn mình đã theo dõi chương trình. Nào có thời gian rảnh thì qua 12
hai này chắc chắn là nhá. Anh Hoàng đi chào ơi. Dạ dạ. Hôm nay chào anh gái, chào anh em nhỉ. Chúc anh em có sức khỏe nhá. Sức khỏe nhá. Anh em đam mê nhá. Chào anh em nhá. Anh em đoàn kết cùng nhau phát triển. Quý vị đừng quên thả like và những cái video mà kênh YouTube Nghệ thuật và Bonsai đã đăng thời gian gần đây. Cũng không quên là dành những chia sẻ, những lời chia sẻ để nghệ nhân Tuấn Anh cũng như là các nghệ nhân khi mà kênh YouTube Nghệ thuật và Bonsai của chúng tôi đang được ghi hình tại chương trình triển lãm của Bonsai 83, 84, 85 ngay tại Ninh Bình. Và rất là mong muốn được chào đón toàn thể quý vị cùng trở về với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đặc biệt là sẽ có rất là nhiều những clip mà các nghệ nhân của chúng tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp tác phẩm để gửi đến toàn thể quý vị. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video lần sau. Nghệ thuật và Bonsai cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn.